Hai mà làm video review cây bằng ổi ở quán cà phê nhà Viên Sông ở Nha Trang. Ở quanh gốc cây bằng ổi có mấy cọng nhô lên là rễ rễ của cây bằng ổi. Mình sẽ ra ngắm cảnh một chút. Ở phía bên tay phải là Champa Island Nha Trang.